nè. Còn. Rồi, ngon, rất ngon. Còn chỗ nào không mà cũng vô cái lỗ nhỏ nhỏ, vô cái lỗ hôm bữa bạo tiếp rồi, có còn hư vô nào nữa không, hy vọng gặp may mắn thôi. Đây nè, trên này có lỗ kìa, trong nổi không? Này hôm nay chiến hữu móng heo lai huyền thoại nha, này thép C70 2 ly. Căng cả nhà, tập trước mặt luôn trời. Lên nè, con nhớt nha. Lỗ trong nữa, lỗ trong nữa. Ừ, sát trong này nè. Xéo qua đó. Dễ gì thế?
Em gu và gu tới ăn là làm cái bụp liền à. Thấy em gu tới ăn là làm cái bụp à, chứ dễ thấy nó được. Nó ở trong bèo không à. Nó ở trong bèo trong cỏ không à. Tới ăn là ăn luôn chứ đâu thấy nó đâu. Cắn cả nhà. Trời, máy bị quá nhiệt tắt rồi. Dính con cá không quay được cái cảnh luôn. Dính cái ngắt quẩn luôn cả nhà, trong cái xuồng quanh đó. Bỏ luôn cái lỗ câu. Câu trong này dính cá hư cái lỗ không. Dính cá mà kẹt bển luôn rồi. Chết. Động luôn lỗ, uổng ghê. Không biết còn không ha, vuột luôn rồi. Im gu rồi. Cá nằm hết dậy nổi. Cá nhỏ cá nhảy dính nhiều cộng như muốn. Uống rồi. Xem này, test lưỡi ngon chỗ mới đầu không. Ú, cá này uống luôn. Này trời nắng quá nắng. Ngoài này con chà bá lửa, không biết con cá gì nữa. Đây nè. Nó giận hai cái thì ghê lắm. Chắc cá bông quá. Không cắn. Không cắn.
Hút chất à trời. Trời, con cá đeo từ nãy giờ. Thiệt tình chứ. Cá bự lắm á. Dính cỏ luôn rồi. Còn không nữa. Dìm lu à, mới còn hơn. Vậy mình bắt cá rất là khó luôn đó nha. Quá đỡ nha, có 7 lạng à.
chuẩn bị về ông trời chào đón mọi người một cơn mưa cả nhà. Tắp vô đây. Bởi vì ngày nay quá trời nắng, nắng muốn chết luôn. Nắng tới 4 giờ bao cầu hết nổi luôn. Người lớn quá, xuống giờ tổng. Rồi mà. Hôm nay đù con đỡ quá nè, uống quá nè. Má con nào nãy cá bển thấy cưng mà con nào nãy nó uống nù à. Con này đã trời. Vậy thì 10 lít cá tám này. Để nâng cao chất lượng của lưới câu thì lưới câu được làm xong thì mình sẽ tiến hành giam nó cả nhà. Giam qua nhiệt cho nó cứng lại. Tăng độ cứng của lưới câu lên. Đây, đưa vô lò găm. Đây găm một thời gian thì nó sẽ chuyển màu vàng lên rồi mình sẽ bỏ vô dầu. Tiếp trình anh em nghe âm thanh của lưỡi chưa găm, lưỡi đã găm nha. Cái chưa găm này, nghe âm thanh này. Lưỡi đá gam đây này, âm thanh này rất cứng nha. Đây mẫu sau khi gam nó có màu hơi vàng vàng. Cái bông không có đẹp. Một phép xe với 10 anh em ơi. Lưỡi này 2 ly. Mẫu này có thể câu cá từ 1 lạng rưỡi tới 6-7 kg luôn anh em ơi. Rất là cứng và bén ha. Cứng vẹn.